Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển Peru và đội tuyển Brazil. Đây là trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ và sẽ được diễn ra vào lúc 9 giờ sáng ngày 13 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá của trang 868 VIP đưa ra thì trận đấu này đội tuyển Brazil sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp Peru với mức kèo là 1,25, mức kèo cũng có thể tăng 1,5 và hạ xuống còn một trái. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,75, 3 trái và 2,5, tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là các bạn đang cần tìm kiếm một trang uy tín và chất lượng, đặc biệt là trả thưởng mau lẹ để các bạn có thể là chơi giải trí những môn thể thao, thì các bạn nên đến với 868 VIP nha. Đến đây các bạn sẽ được tặng ngay 100% ở lần nạp đầu tiên và ngoài ra thì sẽ được hoàn trả đến 1.25%. Chi tiết của trang thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả để cập nhật thêm nha. Đặc biệt là cái trang này nó có giao diện cũng rất là dễ sử dụng. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. 5 lần đối đầu gần nhất của Peru và Brazil thì Peru thắng 1 và thua 4 trước Brazil. 5 trận thi đấu gần nhất của Peru thì Peru thắng 1, hòa 2 và thua 2. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Brazil thì Brazil thắng 2 và thua 3. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Peru được chấp 1,25 hoặc là 1,5 nha. Vì sao? Mặc dù trận đấu này lần gặp lại Brazil thì một lần nữa Peru bị đánh giá cửa dưới. Tuy nhiên thì nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Brazil thì mình thấy là Peru họ cũng không phải một đối thủ hoàn toàn quá yếu đâu, khi mà trong đội hình của Peru cũng sở hữu một số cầu thủ rất là chất lượng. Thứ hai nữa, trận đấu này Peru có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì chưa kể là nếu như trận đấu này hai đội kết thúc với một tỷ số hòa nào đó, hoặc là Peru có để thất bại trước Brazil với cách biệt là một bàn, thì chúng ta chọn Peru chúng ta cũng vẫn thắng kèo. Và trong bóng đá thì nó cũng chưa nói trước nhiều điều, khi mà 90 phút chưa kết thúc, không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Trận đấu này Peru có được đầy đủ lực lượng trong đội hình và phong độ ở những trận gần đây của Brazil đó, thì nó cũng chưa mấy thật sự gọi là tốt cho lắm, thì bắt đầu sẽ là cái cơ hội để cho Peru đá bại được Brazil luôn thì sao. Cho nên trận đấu này bạn nào tôi tưởng mình ưu tiên lựa mức kèo Peru được chấp 1,25 hoặc là 1,5 nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,75, 3 trái và 2,5. Thì những lần đối đầu với nhau trước đây của hai đội á, đặc biệt là trên sân của Peru á, thì đa phần mình thấy nó cũng không có nhiều bàn thắng được ghi, chứ là hàng thủ của hai đội đang chơi ở những trận gần nhất á, thì cũng khá chặt chẽ. Mình nghĩ trận cầu này tiếp tục nó cũng sẽ không có nhiều bàn thắng được ghi một lần nữa đâu, dự đoán có thể là 1-0 nhưng mà cho Brazil, hoặc là hai đội sẽ cầm chừng nhau với tỷ số là hòa không hòa thắng, hoặc nhiều lắm là một điều. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo xỉu nhé. An toàn các bạn lựa kèo xỉu phụ, đó là xỉu 3 nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,5 và tài xỉu là 1,25. Do đó hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và hàng thủ nó chơi rất là chặt chẽ của mình thì có thể là Peru họ cũng sẽ không thua Brazil đâu, thậm chí là biết đâu Peru mới là những người có bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Peru được chấp nha. Và canh kèo tài hiệp 1 nó hạ dưới 1 thì vào nhẹ cho vui thôi, còn không tin tưởng nữa thì cho qua nha. Tóm lại trận đấu một chút kèo là chọn Peru và xỉu ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc anh em may mắn.